Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ. Như tôi đã trình bày trong lần hội luận luật pháp tuần rồi, là ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh sẽ có mời hai luật sư để chúng tôi sẽ nói về cái đề tài mà chúng tôi nghĩ có quan trọng và cũng có nhiều cái cần sự hiểu biết cho cái cộng đồng người Việt chúng ta. Đó là những cái đề tài về vấn đề những cái tội ác vi phạm liên hệ đến vấn đề tình dục. Thì ngày hôm nay đó chúng tôi có hân hạnh có mặt của luật sư Sean Hennessy. Sean. Kính chào quý vị. Dạ, luật sư Sean Hennessy đã từng hành nghề trên 30 năm về luật sư Hoa Kỳ và chuyên môn về lĩnh vực hình sự. Đã rất là nhiều những cái case mà luật sư Sean đã thành công và đã cải thắng cho thân chủ. Ngoài lĩnh vực về hình sự, luật sư Sean cũng đã thụ lý nhiều cái vụ kiện về dân sự, nhất là trong những cái tai nạn xe cộ mà thương tích trầm trọng hay là tử thương, và cũng đã đem nhiều về cho nhiều triệu đô la cho thân chủ. Thuật sư Sean Hennessy, do đó đó là hai lĩnh vực mà luật sư Sean Hennessy đã thụ lý, tức là về hình sự, không những là về những cái khinh tội luôn, cả trọng tội, tức là misdemeanor cho tới felony. Và trong thời gian qua 30 năm thì cũng có một thời gian luật sư Sean đã từng làm là public defender cho County of Orange. Do ngoài lĩnh vực về hình sự, luật sư Sean cũng làm lĩnh vực về dân sự, nhất là trong cái lĩnh vực tai nạn xe cộ, thương tích cá nhân mà có những cái thương tích trầm trọng hoặc là tử thương. Ngoài luật sư Sean thì chúng tôi còn có ngày hôm nay có mặt của luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Luật sư Kiệt. Dạ, xin chào luật sư Đỗ Hiếu Liêm và xin chào quý khán thính giả của đài. Luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt đã tốt nghiệp ở trường UCLA Law School, là một cái trường luật nổi tiếng ở Nam California, và đã hành nghề luật sư trên 23 năm qua. Và ngoài cái chức vụ luật sư Kiệt còn đặc biệt là một cái thông dịch viên hữu thể, tức là Court Certified Interpreter cho quận Cam, Orange County. Mà nếu mà quý vị có dịp đến tòa thì có thể sẽ thấy luật sư Kiệt có mặt rất là thường xuyên ở các tòa án ở quận Cam, từ tòa án ở Westminster cho tới Santa Ana hay là North ở Berkeley, vân vân. Thì ngày hôm nay đó, chúng tôi để không mất thời giờ, chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, tức là những cái tội ác liên hệ đến vấn đề tình dục. Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi, luật sư Kiệt sẽ giúp để dịch sang tiếng Anh và luật sư Sean sẽ trả lời bằng tiếng Anh. Câu hỏi đầu tiên đó là chúng ta nghe đến những cái tội ác về tình dục, thì cái bắt đầu những cái tội mà nhẹ nhất về vấn đề tình dục, tức là nó gọi là những cái tội tấn công về tình dục, Mỹ nó gọi là sexual assault hoặc là sexual battery. Vậy thì những cái hành động nào có thể bị coi là một cái tội tấn công về tình dục? Và những cái tội đó, cái tội danh có phải là từ nhẹ cho tới nặng? Thì nhờ luật sư Sean có thể giúp để trả lời. First of all, let's talk about sex crime from the lowest or the least serious to the most serious. The least serious, as I understand, is sexual assault and sexual battery. So what acts would constitute sexual assault and sexual battery? Any act could constitute a sexual assault or battery if the person who did it has a state of mind, meaning in their mind they're thinking something sexual. Usually a sexual battery is committed based upon where the person touches the person. You know, if you touch somebody on their private parts versus on their arm, then you know, a prosecutor looking at that will
say that that was for a sexual purpose, not an innocent person purpose. And so typically it's judged based upon where you're touching the person. It could be very slight touching. It doesn't have to be forceful. It doesn't have to be violent. It just has to be done without the person's consent. So cái những cái hành vi mà có thể được cấu thành cái tội tấn công tình dục đó, hay là đả thương tình dục đó, thì đó là những cái hành vi cái gì quan trọng đó là có cái sự sờ hay chạm vào một cái người mà trái ý người đó. Do đó, đó cái suy nghĩ ở trong đầu đó của cái người mà phạm tội đó, cái đó mới là quan trọng. Người đó nghĩ gì, người đó muốn làm cái gì khi người đó sờ hay chạm vào người, cái người mà bị tấn công tình dục. Do đó, đó và cái việc chạm đó, chạm vào nơi nào, chạm vào cánh tay hay chạm vào cái nơi mà gọi là cái vùng cấm đó, hay là những cái nơi mà nó có sự riêng tư của người được cho là nạn nhân đó, thì đó là những cái mà rất là quan trọng để coi nó có thể cấu thành một cái tội phạm hay là cái việc mà tấn công tình dục hay không. Cái nào đó, những cái hành động nào mà coi như tấn công tình dục mà chỉ coi như là một cái khinh tội? What act that if they constitute a sex crime would only be a misdemeanor? So a misdemeanor sex crime, what kind of act or constitute misdemeanor sex crime? A misdemeanor sex crime can be very minimal conduct. For instance, if somebody touches, if a man touches a girl on her behind, on her chest, just to kind of get a rise out of the person, that can be a sexual battery. It, you know, even if the hand is there for 1 second, 10 seconds, and again, no violence or force is necessary. It's just that they're touching a person who doesn't want to be touched in a sexual manner. Thì cái việc mà những cái tội phạm tình dục mà chỉ là cái tội tiểu hình thôi đó, thì những cái hành vi mà cấu thành những cái tội phạm đó thì có thể là cái việc mà chạm vào mông, chạm vào cái vùng cấm để gây ra cái sự thỏa mãn tình dục hay là để khơi dục cho cái người mà kia đó. Thì những cái hành vi như vậy đó, dầu nó rất là ít, rất là ngắn, có thể 1 giây, có thể 10 giây, nhưng mà những cái hành vi như vậy đó, dầu không có dùng bạo lực, không có ép buộc gì đi nữa, có thể cấu thành một cái tội phạm tình dục mà là cái tội tiểu hình thôi. What if, thường á, lấy thí dụ những người làm chung một cái chỗ làm, thấy cô kia chẳng hạn hấp dẫn quá, anh này có thể hoặc là bóp mông hay là bóp ngực chẳng hạn cô kia, vậy thì cái đó nó coi như là một cái khinh tội hay là có thể phải coi là một cái trọng tội? So let's say we have coworker and a coworker found or another coworker attractive, and so this coworker touched the other coworker, behind or breast. So would something like that be constitute a misdemeanor or a felony? Well, it would, in that situation, if you're just touching somebody on the breast or on the rear, that would typically be a misdemeanor. Felonies typically require more force, violence, or more, something other than just touching. Typically, touching is a misdemeanor. How about squeezing? Same thing, usually. I mean, again, if you're talking about something that's done very violently or very hard, where you're actually putting an injury on somebody, then that would be much more likely to be charged as a felony. Vậy thì cái tấn công tình dục nào mà có thể bị truy tố là một cái trọng tội, felony? So thường đó thì những cái hành vi mà chỉ là sờ vào mông, chạm vào mông, chạm vào ngực đó, thì mà không có bạo động, không có ép buộc, không có bạo động, thì nó chỉ là một cái tội tiểu hình thôi. Luật sư Lim có hỏi là nếu mà vấn đề mà bóp mạnh ở mông, ở ngực đó, thì nó có phải là cái tội đại hình hay không? Thì không, nó không có lên đến mức tội đại hình, trừ khi nào đó mà nó quá mạnh hay là nó có gây ra thương tích hay có cái sự mà ép buộc đó, thì nó có thể lên đến cái tội đại hình. Vậy thì đó, những cái hành động nào
tới cái mức độ nào mà có thể coi như là một cái tấn công hình dục mà có thể bị truy tố vào cái tội đại hình, tức là một cái felony. So what kind of act that would constitute a felony? A felony is usually more violent, or, you know, when you're going underneath the clothes. A misdemeanor can be, you pat somebody on the behind over their pants. That can be a misdemeanor sexual battery. Once you start going under the clothes, or, you know, pinning somebody down or doing things like that, then certainly it's going to be evaluated more likely as a felony. Thường thì đó, nếu mà chỉ chạm sờ nhẹ thôi đó thì là tội tiểu hình. Nhưng mà những cái việc mà có bạo động, có cái sự ép buộc đó, dùng bạo lực hay có ép buộc, hoặc là thoàn cái tay ở phía dưới của cái áo, thì như vậy đó, nó là những cái tội đại hình. Chứ không chỉ sờ vào mông, sờ vào đít đó, mà không có thoàn tay ở phía dưới áo hay quần đó, thì nó chỉ là cái tội tiểu hình thôi. Ok. Cảm ơn quý vị. Tới đây chúng tôi phải tạm ngừng. Để tôi, luật sư Sean Hennessy và luật sư Quỳnh Tấn Kiệt, chúng tôi sẽ tạm ngừng đề tài chạy phần quảng cáo thương mại. Sau đó, sau phần quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị với đề tài những cái tội danh về vấn đề tấn công tình dục. Dạ, xin cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình và với sự có mặt của hai luật sư Sean Hennessy, đã trường hành nghề trên 30 năm, và là luật sư Huỳnh Tấn Kiệt, cũng đã hành nghề trên 23 năm, cũng đồng thời là thông dịch viên hữu thể, tức là Court Certified Interpreter ở tất cả các tòa án ở quận Cam. Bây giờ chúng tôi trở lại cái phần đầu mình nói về vấn đề cái luật, về vấn đề cái vi phạm hình sự về vấn đề tấn công tình dục, khinh tội lẫn trọng tội. Vậy thì nếu một cái người đó mà bị truy tố và bị kết tội, hoặc là nhận tội, hoặc là họ nhận tội, hoặc là họ bị ra tòa và bị kết tội về cái tội tấn công hình dục, vậy thì cái hình phạt của những cái tội danh đó là sẽ như thế nào? So we talk about sexual assault, both misdemeanor and felony sexual assault. What about a person who either flee to a sexual assault charge, or, you know, go to trial and get convicted? What would the punishment be? The punishments in sexual assault cases, sexual battery cases, whether they're misdemeanors or felonies, are very, very serious. You will go on formal probation. You will be closely monitored by a probation officer. You may have to submit to lie detector examinations at random. You're going to be drug tested at random. They're going to inspect your house. You may not be allowed access to computers. You may go to jail or prison, but probably the most serious consequence is that you become a registered sex offender. And a registered sex offender in California is a lifetime registration, and it follows you everywhere. And, you know, obviously anybody now who has a computer can find you. There's websites and apps out there that point out every registered sex offender within a 10-mile radius of you, and you know, it's very, very serious, even for minor conduct. Yeah, những cái hành vi hoặc một người bị kết án đối với những cái hành vi mà hay là cái tội tấn công tình dục đó, thì dù nó là tiểu hình hay đại hình đi nữa, cái hình phạt nó rất là nghiêm khắc. Thứ nhất đó là những người này đó và phải ở trong vòng quản chế. Phải được thử nghiệm coi có dùng những cái dược chất bị cấm hay không, không có thể là không được dùng máy vi tính hay là lên mạng, rồi đó phải báo đăng ký là mình ở nơi nào, có thể phải bị án tù, tù của quận hay tù của tiểu bang, phải đăng ký là cái người bị phạm tội tình dục, và cái đó rất là quan trọng, tại vì cái việc đăng ký đó là nó sẽ là cả đời luôn, chứ không phải là chỉ là một thời gian ngắn hạn thôi. Do đó bất cứ người đó đi đâu đó, người ta có thể biết được, tại thời buổi này đó có những cái trang trên mạng có ghi là những người nào phạm tội tình dục ở cái nơi nào, hay là có những cái ứng dụng đó, những cái app đó, người ta có thể
người ta có thể xem coi cách đó 10 cây số trong một cái khoảng cách 10 cây số đó, hay là 10 cây số Anh, hay là 10 cây số Việt của mình đó, thì có bao nhiêu người ở đó, ở nơi nào mà đã từng phạm tội, bị kết án tội phạm tội như tội tấn công tình dục hay là những cái tội liên quan tới tình dục. Do đó là cái hình phạt mà trong những cái vụ về phạm tội tình dục hay tấn công tình dục đó rất là nghiêm trọng, dù cái tội nó chỉ là tội tiểu hình hay là đại hình đi nữa thì cái hình phạt nó rất là nghiêm khắc. Dạ. Yeah. Cách đây đó, nếu tôi nhớ không lầm khoảng 6-7 năm, thì có một cái case mà rất là chấn động trong cái quận Cam, mà nó liên hệ đến một cái diễn viên hài từ bên Việt Nam qua, tên là Minh Béo, mà anh này đã bị văn phòng quản lý Biển Cam truy tố về tội lạm dụng tình dục của một cái em dưới tuổi thành niên. Thành ra nhân dịp này chúng tôi cũng muốn đến nói về vấn đề gọi là child molestation, tức là lạm dụng tình dục của những cái em dưới 18 tuổi. Thì cái câu hỏi đầu tiên đó, cái hành động nào bị coi là lạm dụng tình dục của trẻ em? So there's a pretty well-known case right here in Orange County 6-7 years ago, involving a comedian from Vietnam. He were prosecuted by the Orange County District Attorney for child molestation. So the question is, what kind of act that would constitute child molestation or sexual abuse or with respect to a minor? When you're dealing with children, people below the age of 18, and you're talking about an adult doing something with them, what constitutes child molestation can be very broad. It can be as simple as showing graphic pictures to a child or pornographic videos to a child. Any type of touching, above the clothes, below the clothes, what's called grooming behaviors, which are where you're trying to let the child know what you want them to do to you or for you. Child molestation is very broad, and it can be very simple behavior, and obviously, the further you go when you're talking about obviously intercourse or oral copulation, things like that, then you're into, very, very serious conduct, which carries, 10 plus years in prison all the way up to life in prison, depending on the behavior. Cái hành vi mà được gọi là hành vi quấy nhiễu tình dục đối với trẻ em đó thì nó có nguyên cả từ nhẹ tới nặng. Trẻ em đây đó là những cái người dưới 18 tuổi, thì nó có thể là cái việc đơn giản thôi, chỉ là cái việc mà cho những đứa bé đó xem những cái hình ảnh mà nó có tính chất khơi dục, đó cũng là cái việc mà nó gọi là quấy nhiễu tình dục đối với những đứa bé rồi. Đồng thời đó, nó có thể quan trọng hơn là sờ mó những đứa bé mà mình luồn tay ở dưới, phía dưới của quần áo nó đó, vào những cái nơi, những cái vùng kín đó, thì đó cũng là, đó thì nó nghiêm trọng hơn. Rồi có những cái việc như là người lớn tập tành cho những đứa nhỏ, dụ nó từ từ, tiếng Anh nó gọi là grooming đó, thì như vậy đó, để cho nó có ngày nào nó thích hợp với cái việc để cho người lớn lạm dụng tình dục nó, thì đó cũng là một cái tội nghiêm trọng hơn. Rồi nghiêm trọng hơn nữa là những cái hành vi có thể là đi đến giống như là giao hợp hay là làm tình qua đường miệng đó, thì đó là những cái hành vi rất là nghiêm trọng. Thì những cái hành vi như vậy đó, về những mức hình phạt đó, nó có thể đi từ vài năm cho lên đến 10 năm, và có những cái chuyện có thể là lên đến cả đời luôn, có nghĩa là chung thân luôn. How about nếu thí dụ mình có thường á mình text hoặc là mình gửi email, cho một cái đứa nhỏ dưới 18 tuổi, mà trong cái text đó hay là cái email đó mình gửi thêm những cái hình ảnh khiêu dâm chẳng hạn cho đứa nhỏ đó, hoặc là cái tính cách giống như là để kích dục nó,
Vậy thì có phải coi như là nếu trong trường hợp đó xảy ra, thí dụ mình gửi cho đứa nhỏ dưới 18 tuổi hoặc mình text cho nó xong rồi gửi qua những cái hình ảnh hoặc là những cái tiếp video hay mình gửi email cho nó mà trong hay như nào có những hình ảnh tiếp video cho đứa nhỏ đó mà có tính cách kích dục, rủi chẳng mai cha mẹ thấy rồi thưa cảnh sát, vậy thì những cái text đó hay là những cái email đó có bị coi như là vấn đề gọi là lạm dụng tình dục của trẻ em không, child molestation không? Let's see, if an adult texts someone under the age of 18, and in the text they attach a pornographic photo or video clip, and an adult or the parents found out and they reported to law enforcement. So would these texts, you know, with the pornographic photos or trying to arouse, you know, the child, would they be constitute or things like that? Would that constitute sexual abuse, child sexual abuse, or molestation? It would be considered if you're talking about texting explicit sexual things to somebody that you know is below the age of 18, then yes, it can be considered what's called enticement. And that means that, you know, you're asking a person who you know who is below the age of 18 to send you pictures of their body, or you're saying, let's meet somewhere to engage in some type of sexual behavior. Anything like that would be considered the crime of enticement. It would be considered child molestation broadly. But it's definitely a crime, and it is one that you would become a registered sex offender if you were arrested for it. That is one of the consequences of that. Những cái hành vi như vậy đó thì nó sẽ là cái tội quấy nhiễu tình dục khi mà một cái người lớn tuổi gửi những cái hình ảnh như vậy cho những cái người vị thành niên, hoặc là đó kêu những người vị thành niên gửi những cái hình mà có tính chất khiêu dâm đó cho cái người lớn đó, thì đó cũng là những cái hành vi mà nó gọi là dụ dỗ, enticing, dụ dỗ, để thì tất cả những hành vi đó đều là những cái việc mà quấy nhiễu hay là lạm dụng tình dục đối với những cái đứa bé. Thì những cái hành vi như vậy đó, dầu là chưa có cái sự tiếp xúc trực tiếp đi nữa gọi là da thịt đó, thì vẫn là một cái tội mà hình phạt đó là có thể là phải đăng ký là cái người phạm tội tình dục cho cả cuộc đời. Tới đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra sau phần quảng cáo thương mại chúng tôi sẽ trở lại với quý vị với chương trình luật pháp ngày hôm nay. Yes, cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình ngày hôm nay về những cái vi phạm hình sự mà liên đệ vấn đề tình dục. Thì chúng tôi trở lại với luật sư Sean Hennessy, là luật sư chuyên môn về hình sự cũng như về những cái tai nạn xe cộ mà thương tích trầm trọng hay là tử thương, cũng như là luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt đã vừa là luật sư trên 23 năm cũng vừa là cái thông dịch viên hữu thể của tất cả các tòa án ở quận Cam. Thì trong cái phần này đó, chúng tôi sẽ bắt đầu ngoài những câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra cho luật sư Sean Hennessy và luật sư Kiệt, thì chúng tôi sẽ mở cái đường dây điện thoại mà quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến đề tài hội ngày hôm nay. Đó là 714-893-3264, 714-893-3264, nếu mà quý vị muốn biết thêm về những cái đề tài ngày hôm nay. Trong cái hai phần đầu thì mình đã nói về vấn đề gọi là tấn công về tình dục, đó là những cái tội danh áp dụng cho những cái người cho những nạn nhân mà chỉ thành niên, tức là trên 18 tuổi. Cái phần thứ hai mình nói về vấn đề lạm dụng tình dục cho các trẻ em dưới 18 tuổi. Phần thứ ba mình muốn nói đến là đối với những cái lạm dụng cho những cái trẻ em dưới 18 tuổi đó,
thì có những cái hình phạt hay là những cái hậu quả nào ngoài cái vấn đề là cái người vi phạm có thể bị vào tù, có thể bị đăng ký là sex offender trong suốt đời, thì có những cái vấn đề nào mình phải để ý? Tại vì trong cái vấn đề mà lạm dụng tình dục cho trẻ em đó, thì nhiều khi cái chuyện nó xảy ra, có thể xảy ra trong gia đình. Thí dụ, cái việc lạm dụng đó có thể gây ra bởi thấy người cha, chú, anh em, mẹ, dì, chị em, vân vân, tức là những cái người trong gia đình mà lạm dụng tình dục của một cái em dưới 18 tuổi. Thì trong trường hợp đó đó, thì ngoài những cái vấn đề là những cái hình phạt tù cũng như là registration offender, nhưng mà bởi vì nó xảy ra trong cái phạm vi gia đình, vậy thì có những cái hậu quả hay là có những cái hình phạt nào thêm nữa hay không? So we've been talking about the different sex crimes or classifications, or whether it's a misdemeanor, felony. Let's talk about within the family. It could be mom, dad, or an older relative. So let's say within the family, if something like that happened, or child molestation, child sexual abuse within the family, what is there additional punishment? Is there additional consequences? You're going to be investigated by two different organizations in that situation. Whenever you're dealing with children, you're going to be investigated by the police and the district attorney, who are going to be looking at criminal charges. And you're also going to be investigated by the Department of Social Services to determine whether that child should remain in that household. I mean, to make sure that the person, whoever was doing something to that child, is no longer able to have access to that child. So that's going to be social services investigations. They work together, social services, the police, the district attorneys. They're typically in what is called a CAST, a child abuse services team. That's also made up of victim witness advocates and therapists. So they work together to investigate allegations whenever there's a situation dealing with a child, particularly in the situation of a family, a relative, brother, sister, father, mother, uncle, next door neighbor, any type of situation like that, you're going to be investigated by both the police and social services. Thì trong những cái trường hợp mà nó xảy ra trong gia đình như vậy đó, thì sẽ có cuộc điều tra, và cuộc điều tra đó sẽ được thực hiện bởi hai cái cơ quan khác nhau. Thứ nhất là cảnh sát với công tố đó, là sở biên lý đó, là một coi như là một cái cơ quan. Rồi đồng thời đó là sở xã hội, nhưng mà liên quan tới những đứa bé đó thì cái tiếng Anh nó gọi là Children Social Services, họ cũng điều tra luôn. Họ điều tra đó bên phía bên sở xã hội đó, họ điều tra để coi đứa bé đó có nên để cho đứa bé đó ở lại trong nhà đó, hay là đó lấy nó đi, hoặc là những cái người mà có thể làm những cái hành vi đó thì phải không cho họ trở lại cái nhà đó nữa. Do đó đó họ sẽ làm việc, họ đây đó là hai cái cơ quan đó sẽ làm việc chung với nhau. Họ có một cái đội ngũ ở quận Cam đi đó, thì họ có một cái đội ngũ nó gọi là Child Abuse Service Team. Thì cái đội ngũ này đó là chỉ lo về, phụ trách về những đứa bé mà bị lạm dụng tình dục hay là bị quấy nhiễu tình dục. Thì trong đó có những cái người đó là để trợ giúp cho nạn nhân là đây là những đứa bé. Rồi có những cái người điều trị viên, giống như gần như là những người mà bác sĩ tâm lý đó, để họ giúp những đứa bé. Rồi đồng thời đó họ sẽ làm những cái việc đó. Thì khi mà có một cái chuyện xảy ra trong gia đình, và cái người mà thực hiện những cái hành vi đó, nếu là cha, mẹ, anh, chị, cậu, dì, hay là ngay cả người hàng xóm đi nữa đó, thì cái đội ngũ mà nó gọi là cái Child Abuse or Sex Team đó, Child Abuse Services Team đó, họ sẽ phải vào cuộc để họ thực hiện những cái việc điều tra cũng như là trợ giúp cho đứa bé. Có những trường hợp mà có thể xảy ra, lấy thí dụ đứa nhỏ đó
bởi vì nó giận bố nó hay là nó ghét anh nó bởi vì nó không được cái mà nó muốn, chẳng hạn muốn đi chơi không được đi chơi, hay là nó muốn làm gì nó không được, hay muốn cái gì không được, rồi bởi vì nó giận quá nó có thể nó nghe như thế nào, rồi nó nói ồ, nó tố cáo với cô giáo thầy giáo chẳng hạn, là anh nó hay là bố nó chẳng hạn xâm phạm tình dục của nó. So is there a situation where a child, a minor, was mad at the parents, at the dad, older brother, because the minor didn't get what he or she wanted, and now the minor went and told her, teacher that she was abused or sexually abused by her dad, her brother. Have you seen a situation like that? And if you have seen it, or what would what happened in some when something like that happened? I have seen situations like that. What's more common is in divorce cases, where one of the parents gets the child to say that the other parent did something to them of a sexual nature. I've certainly seen cases where children make complaints to their teacher that result in full-blown social services and police investigations based upon what the child said that turn out to be completely false. But in the area of child molestation allegations, there are a minority of cases that are where the person's completely innocent, whether that's in a situation where the child says something that clearly could not have happened, or a situation where in a divorce case where one of the parents manipulates the child into saying that the other parent did something to them. It's not, I wouldn't say it's necessarily common, but I've certainly gone to trial in at least 4 or 5 cases where the jury found the people not guilty because somebody made an allegation that didn't make any sense, or because somebody had a motive to make an allegation against the person and who was ultimately charged and prosecuted. It's scary. Tôi đã từng thấy những cái trường hợp như vậy, nhưng mà đó thường xuyên hơn đó là trong những cái vụ ly dị, một bên cha hay mẹ thường hay đứng ra đó tố cáo, hoặc là nói với con tố cáo là cái người phối ngẫu cũ của mình đó đã thực hiện những cái hành vi dâm ô như vậy đối với đứa bé. Thì đây đó nó có xảy ra, tôi từng thấy nó xảy ra, nhưng mà nó ít thôi chứ không phải là nhiều. Nhưng mà có những cái trường hợp là cái người mà bị cáo buộc những cái việc đó là hoàn toàn vô tội. Và khi người ta điều tra ra đó, tôi đã từng xử đứng ra bào chữa 4 hay 5 vụ mà những cái lời tố cáo của đứa bé đó rốt cuộc đó nó không có hợp lý, hoặc là người phối ngẫu đó, cái người cha hay người mẹ đó đưa ra những cái lời tố cáo như vậy trong những cái vụ ly dị đó, rồi rốt cuộc đó thì những cái việc đó không có chứng minh được, và nó rất là vô lý. Nhưng mà dầu sao đi nữa đó, khi mà có những cái cáo buộc như vậy đưa ra thì nó rất là nghiêm trọng. Tới đây chúng tôi là phải tạm ngưng để đại trà phần quảng cáo thương mại. Sau phần quảng cáo thương mại, chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ cùng với luật sư Sean Hennessy và luật sư Quỳnh Tuấn Kiệt. Dạ, xin cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ, và với sự góp mặt của hai luật sư Sean Hennessy và luật sư Huỳnh Tấn Kiệt. Nó có một cái vấn đề ở trong cộng đồng của mình mà thường khi cái chuyện mà xảy ra về vấn đề lạm dụng tình dục của các em dưới 18 tuổi trong gia đình, thì thường thường đó rất có nhiều trường hợp, và nhất là luật sư Kiệt với nhiều kinh nghiệm ở tòa đã chia sẻ với chúng tôi,
Và chính bản thân chúng tôi cũng biết qua những cái trong cái thời gian hành nghề luật sư 39 năm qua là người Việt mình đó, nhiều khi thí dụ cái một em nhỏ, em gái bị cái người trong gia đình lạm dụng tình dục, thì thay vì cái người cha hay mẹ báo cái vấn đề đó với cảnh sát, thì thường rất là nhiều trường hợp mình sẽ có một cái buổi họp gia đình, nhiều khi cả đại gia đình nữa, rồi mang cái vấn đề ra để mà nói trong cái gia đình, và đồng thời để muốn cho cái người mà vi phạm cái có những cái hành vi như vậy đó, để họ thấy xấu hổ, để họ biết lỗi của họ, để họ có thể xin lỗi, để có thể họ không tái phạm nữa. Cái problem á là khi mà mình làm như vậy đó thì có nên làm hay không? Và nếu mà làm như vậy đó, chẳng may sau cái buổi họp gia đình đó, cái em nhỏ đó có thể nó vào trường hay nói chuyện với bạn bè nó, mà vì cô giáo hay là bạn nó hay là cha mẹ bạn nó biết chuyện, báo với cảnh sát, và sau đó thì đương nhiên sẽ có cái vụ án hình sự để truy tố cái người có cái hành vi phạm pháp đó. Vậy thì đó, cái câu hỏi đó là thứ nhất, có nên làm như vậy hay không? Tức là nên có họp gia đình để mà confront, để mà đối chứng với là cái người vi phạm hay không? Hay là mình nên báo cảnh sát? Và nếu mình làm như vậy đó, thì liệu rằng có những cái hậu quả gì mà nghiêm trọng hay không? So, within the Vietnamese community, it happened quite often when their child's abuse, or child sexual abuse, child molestation within the family. What the family would do is the family would have a meeting, sometimes, you know, with our immediate family member, or sometimes extended family member as well. It would sit down, chastise the perpetrator, so that, you know, that perpetrator would not do it again. And let's say they do that, they did that, or they do that. The child then went and told her friends or her teachers, and now it became a criminal matter. Law enforcement got involved. So let's go back to that situation. Should the family have a meeting like that? And if a family has a meeting like that and did not report to law enforcement, then what would happen? What are some of the things that might happen? I have seen that situation happen multiple times, where a family thinks that they the best way to deal with the situation is to talk to the person who did something and then try to protect the child, and then the child then tells a doctor, a teacher, a counselor. All of those people are what are called mandatory reporters, meaning that if a child says something to them that may rise to the level of sexual abuse, those people have to report that. And it can also be the child tells something to a friend who tells it to a teacher or a counselor or a doctor who then reports it to law enforcement. Everybody who's at that meeting runs a lot of risks. Obviously, the person who is accused of doing something to the child is going to be arrested and prosecuted for what they did to the child. The parents who knew about it and didn't report the person themselves, social services is going to come in and most likely take that child away from that family, claiming that the family failed to protect this child from a known sexual abuser. Anybody in the room during those meetings runs the risks of also being potentially arrested themselves for a number of different crimes, but typically the family members who didn't actually touch the child run the risk of having social services come in and have the child placed in foster care and taken away from the family potentially for forever, and the parents could lose their parental rights. It's unfortunately very common
But it's also very dangerous to the child and everybody in the family who's doing it. Thì tôi đã từng thấy những cái trường hợp như vậy. Cái kẹt đó là khi có một cái gia đình họp lại như vậy rồi để chửi mắng trách khiển cái người mà làm những cái hành vi đó. Sau đó, đứa bé đó nó có thể nó đi nói chuyện với bạn bè nó hay là thầy cô của nó hay là bác sĩ của nó. Tại vì đó có những cái người mà lực bắt buộc phải đi báo cho cảnh sát khi những cái biết những cái chuyện như vậy xảy ra, những người đó là thầy cô hay là bác sĩ, khi thấy có những cái dấu hiệu, những cái hành vi mà có thể là lạm dụng tình dục đối với đứa bé đó, thì những người đó phải báo. Thì đối với những cái người mà tham gia một cái bữa họp của gia đình để khiển trách cái người mà có thể làm những cái hành vi như vậy đó, những cái người đó đó có thể là bị truy tố một số tội hình sự, nhưng mà tệ hại nhất đó là cái người cha hay người mẹ mà biết chuyện xảy ra mà không có đi báo cho cảnh sát. Tại vì đó, đối với cái người cha người mẹ mà biết chuyện như vậy mà không đi báo đó, thì có khả năng rất là cao là sở xã hội đó họ sẽ đem những người cha người mẹ đó ra tòa xin tước đi cái quyền nuôi con, là cái quyền cha mẹ đối với người đó, là tước đi cái quyền cha mẹ đối với đứa bé đó, xin lỗi, và có thể là đưa đứa con đó vô một cái nơi rồi để cho người khác nhận nuôi, hay là vô những cái nơi mà có để nuôi những người con mà cha mẹ không có được quyền nuôi con nữa. Thì tất cả những cái việc đó, dĩ nhiên rồi, cái người mà gây ra những hành vi đó thì sẽ bị bắt, nhưng mà đó, những cái người trong cái cuộc họp đó có thể là sẽ bị truy tố về tội này tội kia, nhưng mà quan trọng nhất là cái người mà cha hay mẹ mà biết mà không báo đó, thì có khả năng rất là cao là sẽ bị tước đi cái quyền làm cha mẹ, hay là tước đi cái quyền giữ con. Nói chung là mình có thể bị mất con nếu mà mình không bảo vệ cái quyền lợi của đứa bé đó. Thì không những là đương nhiên cái người mà vi phạm thì họ bị trừng phạt rồi, nhưng mà những người không có vi phạm, tức là cha mẹ của đứa nhỏ đó không có vi phạm, nhưng mà bởi vì không biết mà đưa vô hình chung, có thể vì cái việc mình làm đó nó sẽ đưa đến là mình mất cái đứa con mình. Mình không có cái quyền để giữ con mình nữa. Là bởi vì chính phủ nói rằng thay vì bảo vệ đứa nhỏ, mình không bảo vệ. Do đó đó, chính phủ phải nhảy vào để bảo vệ, phải đưa đứa nhỏ qua những cái foster home hay là những cái chỗ nào để bảo vệ cái đứa nhỏ đó. Thành ra nhiều khi mình khi mình làm vậy phải suy nghĩ rất là cẩn thận. Bây giờ mình chúng tôi cũng xin lỗi là trong cái buổi ngày hôm nay thì quá nhiều đề tài, thành ra chúng tôi không có dịp để mà nhận cái câu hỏi của quý vị, để mà trả lời câu hỏi quý vị, thì chắc là chúng tôi sẽ hẹn vào trong kỳ tới. Một lần nữa thì chúng tôi rất là hân hạnh có mặt của luật sư Kiệt. Trước khi luật sư Lim gửi lời chào đến thân chủ quý khán giả đó, tôi có câu hỏi này cho luật sư Hennessy. Là nếu mà người ta tước đi cái quyền làm cha làm mẹ đó, rồi để đứa bé cho nhà nước nuôi hay là để cho người nào khác nhận làm con nuôi đó, thì người cha người mẹ đó là xong luôn, hay là có cần phải nhà nước có phải đi theo đòi tiền người cha người mẹ, bắt người cha người mẹ phải trả cái tiền mà nhà nước bỏ ra để nuôi dưỡng đứa bé hay không? Xin cho phép tôi hỏi luật sư Sean Hennessy cái vấn đề đó. Let's say if the government step in because the parents knew about, one of the parents knew about what happened and did not protect the child, did not report. Now the government, you know, took the child out of the way. The parents, do they get up free, or are the government going to send them a bill each month for, you know, for the cost of taking care of or raising that child? They will receive a bill every month from the Department of Social Services asking them to reimburse the foster family for taking care of the child that was taken away from that family. Thì nhà nước đó họ sẽ gửi ra đòi tiền hàng tháng luôn cho cái tiền mà họ nuôi dưỡng đứa bé đó, hay là để cho những cái nơi nuôi dưỡng nó, hay là để nó ở những cái gia đình mà để người ta nuôi dưỡng nó cho đến khi có người khác nhận nó làm con nuôi. Cha mẹ chắc chắn sẽ nhận được một cái hóa đơn đòi tiền hàng tháng. Yeah. Cảm ơn quý vị. Thì trước khi chúng chấm dứt chương trình, chúng cũng muốn nhắc lại là luật sư Sean Hennessy đã từng hành nghề trên 30 năm. Thực sự trong thời gian qua đó,
thì ngoài cái lĩnh vực về hình sự, luật sư Sean cũng đã giúp văn phòng chúng tôi đã thụ lý những cái case lớn mà chúng tôi có những cái case mà mang về hàng triệu đô la để kiện từ Caltrans, tức là Department of Transportation của California, cho đến kiện mấy cái hãng mướn xe như là Dollar Rent a Car, những cái hãng sản xuất xe như là Mitsubishi, Ford, Chrysler, Mercedes, trong những cái tai nạn xe cộ mà gây ra thương tích tử thương hay là thương tích trầm trọng. Ngoài ra, luật sư Sean cũng đã có một cái case mà cũng rất nổi tiếng trong cộng đồng, mà trong đó chúng tôi đã đại diện một cái thân chủ mà bị cảnh sát của Garden Grove bắn chết qua cái súng taser, mà đã sau đó thì thành phố và sở cảnh sát của Garden Grove, thành phố Garden Grove phải bồi thường cái chết của cái nạn nhân đó là anh Andy Trần. Đó là một cái case mà cách đây cũng khá lâu, đã rất là có tiếng ở trong cái cộng đồng Việt Nam cũng như là cái cộng đồng Mỹ, do cái vấn đề là cái civil right, là cái quyền dân sự của anh Andy Trần đã bị vi phạm khi cái người cảnh sát của thành phố Garden Grove đã dùng cái súng taser bắn và sau đó anh đã qua đời trong cái tai nạn đó, trong cái vụ kiện đó. Thì nếu mà quý vị có những nhu cầu về vấn đề luật pháp, hình luật hay là tai nạn xe cộ thì có thể hoặc là liên lạc với văn phòng chúng tôi, hoặc là có thể liên lạc trực tiếp qua cái số điện thoại cầm tay của luật sư Sean Hennessy là 949-280-1257, 949-280-1257. Luật sư Sean. Thank you very much. Tôi cũng cảm ơn luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt nãy giờ đã giúp chúng tôi đã để mà thông dịch trong suốt vừa qua. Thì luật sư Kiệt, chúng tôi rất là cảm ơn và cũng đã giúp văn phòng rất là nhiều. Nếu mà quý vị, luật sư Kiệt mà vừa là luật sư thành là vừa là thông dịch viên của tòa, thành ra nếu mà quý vị mà phải có những cái vụ kiện về hình sự, nhất là ở các tòa án quận Cam, mà được may mắn có luật sư Kiệt mà thông dịch thì rất là may mắn cho quý vị. Tại vì luật sư Kiệt không những là giỏi về tiếng Anh lẫn tiếng Việt mà vừa có cái kiến thức đặc biệt về luật pháp, thì nó rất là quan trọng trong cái những cái vụ kiện, cho dù đó là hình sự hay là dân sự. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn luật sư Sean Hennessy, luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Luật sư Kiệt. Xin cảm ơn luật sư Liêm và luật sư Hennessy, và cũng xin chào quý khán giả của đài đã. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ, và cũng hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau cũng vào giờ này, từ 7 giờ tới 8 giờ. Và từ tới đến đó, tôi, luật sư Sean Hennessy và luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ với người thân, và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau. Xin cảm ơn.